Hello, xin chào các bạn Trận đấu tranh ngôi vua cờ lại tạm dừng một ngày cho các kỳ thủ nghỉ ngơi lấy sức Nhưng mà Tùng dôn thì vẫn ra video đều đặn cho các bạn thưởng thức Hôm nay mời các bạn đến với lần chạm trán đầu tiên giữa Yann Neponienchi và Đinh Lập Nhân Đây là một ván cờ nhanh trong khuôn khổ trận đấu giao hữu đồng đội thường niên giữa Nga và Trung Quốc Được tổ chức tại thành phố Sochi của Nga năm 2009 Lúc này thì Nepo 19 tuổi là kỳ thủ xếp thứ 28 của Nga với ELO là 2632 còn Đinh 16 tuổi xếp hạng thứ 14 của Trung Quốc với Elo là 2530. Rõ ràng với tuổi đời và Elo ít hơn thì cửa thắng cho Đinh có vẻ không cao. Tuy nhiên, Nepo lại vừa cày game đến kiệt sức tối hôm trước xong, rồi đó chưa biết mèo nào sẽ thắng mèo nào. Nếu rằng Nepo vừa cày game đến kiệt sức hay là thiếu niên Đinh Lập Nhân sẽ giành được chiến thắng. Mời các bạn theo dõi ngay sau đây. Ở ván này, Đinh Lập Nhân được cầm quân trắng đi trước anh mở màn với nước tốt D4. Nepo đáp trả bằng nước mã F6. Tiếp theo, trắng đi tốt C4, hình thành biến củ sen bỏ cuộc. Đen để tốt C5, thí tốt, triển khai thế trận phòng thủ Bernoulli. Trắng không ăn tốt đen, mà để tốt D5, phong tỏa đường phát triển của mã đen lên C6. Đen để tốt B5, thí tốt tiếp. Trắng vẫn không ăn tốt đen, mà phát triển mã F3, đen cũng không ăn tốt trắng mà ưu tiên phát triển quân và để tốt g6 mở đường cho tượng lên g7 kiểm soát đường chéo lớn trắng lên hậu c2 bảo vệ tốt c4 đen lại chưa lên tượng g7 nữa mà đổi tốt với trắng trước trắng không lấy hậu ăn lại tốt đen mà đẩy tốt e4 bảo kê cho tốt d5 và mở đường cho tượng bắt lại tốt đen c4 đen giờ mới lên tượng g7 kiểm soát đường chéo lớn và chuẩn bị nhập thanh trắng theo kế hoạch lấy tượng ăn c4 cũng chuẩn bị nhập thanh Đen chưa vội nhập thành mà để tốt D6 cái đã. Giờ cả hai mới nhập thành. Trắng phát triển tiếp mã C3, đen phát triển mã D7. Trắng để tốt H3, ngăn mã hoặc tượng đen G4 và mở đường thoát cho vua để phòng có biến. Đen dịch xe sang B8 kiểm soát cột nửa với B. Trắng cũng dịch xe sang E1 kiểm soát cột E. Đen nhảy mã B6 tấn công tượng trắng. Trắng chạy tượng về F1, đen lên tượng b7 kiểm soát đường chéo lớn, trắng phát triển tượng f4 lên cái song xe và mở đường cho xe một xuất chiến. đen qua hậu c8 kiểm soát cột C. trắng theo hoạch bình xe d1. tượng đen ở b7 mặc dù nói là kiểm soát đường chéo lớn nhưng bị cả hai tốt của trắng phong tỏa như này khá là phế. đen liền đi tượng a6 gạo đối tượng, trắng cũng đổi luôn tượng với đen, hậu đen ăn lại tượng trắng. Trắng để tốt E5 tấn công mã đen và gạo đổi tốt Nếu đen đổi tốt với trắng Thì mã trắng ăn lại tốt đen Dọa nhảy tiếp vào C6 tấn công xe đen B8 Và biến thành mã bạch tuộc Kết hợp cùng với xe tấn công tiếp tốt đen E7 Không có lợi cho đen Do đó đen không đổi tốt với trắng Mà lùi mã về E8 để bảo vệ tốt D6 Nếu trắng đổi tốt với đen Thì sẽ mở đường chéo cho tượng đen kiểm soát tốt đen ăn lại tốt trắng ngăn mã trắng nhảy lên e năm trắng cũng trả được cái lợi lộc gì do đó trắng cũng để nguyên đấy và để tốt b 3 phong tỏa đường phát triển của mã đen đen bình sẽ d 8 làm đối trọng với xe trắng trên cột d trắng đi tượng g 5 tấn công tốt đen e bảy đen để tốt f 6 tấn công lại tượng trắng và gạo đối tốt tốt trắng ăn f 6 tốt đen ăn lại f 6 tiếp tục tấn công tượng trắng trắng chạy tượng về f 4 đen hủy ở về C8 sau đó chắc sẽ đẩy dần tốt lên G5 F5 rồi là G4 trắng thấy vậy chạy trước tượng về G3 đen hiệu D7 ngăn xe trắng phi xuống E7 không xuống được E7 trắng phi xe xuống E6 chiếm hảo địa thế sau đó có thể bình tiếp xe E1 trông hai xe kiểm soát hoàn toàn cột mở E đen lùi mã về C8 bảo kê cho tốt D6 và ngăn xe trắng E7 sau này trắng theo hoạch bình xe E1 Đen nhảy mã C7 tấn công xe trắng. Trắng chạy xe về E2. Đen qua hộ F7 kết hợp với mã tiêu diệt quân tốt D5 của trắng. Quân tốt phải nói là cực kỳ khó chịu. Trắng liền đi hậu D3 kết hợp với mã bảo vệ tốt. Đen để tốt H6 bắt đầu tiến dần hàng tốt cánh vua. Trắng đi tượng F4 gây sức ép lên tô đen H6. Đen đẩy tiếp tốt F5. Trắng đẩy tốt H4 ngăn đen dừng tiếp tốt G5. Đen qua xe E8 gạ đổi xe tranh giành cột mở E với trắng. Trắng không đổi xe với đen Mà lùi tượng về D2 bảo vệ mã Sau đó có thể chuyển tượng sang phía cánh hậu nên đổi xe với trắng Xe trắng ăn lại xe đen Đen nhảy mã B6 Xong mã cùng hậu kết hợp Quyết tiêu diệt tốt trắng D5 Biết là không thể bảo vệ được quân tốt này Trắng để tốt G3 Liên kết các tốt cánh vua Mã đen ăn D5 Mã trắng ăn lại mã đen Hậu đen ăn tiếp mã trắng và gạ đổi hậu Trắng cũng không ngán đổi luôn Sau khi đổi quân xong các bạn có thể thấy đen hơn trắng một quân tốt thông ở trung tâm lại có mã kiểm soát trung tâm và tượng kiểm soát đường treo lớn cho nên lợi thế đang nghiêng về bên đen trắng phi tượng lên a 5 tấn công xe đen đen chạy xe d 7 trắng lùi mã về e 1 chắc là định mở đường đẩy tốt lên f 3 hoặc là f 4 đen đi vua f 7 bắt đầu tích cực vua vào trận trắng có xe d 2 tấn công mã đen nên chạy mã về f6, sau đó có thể nhảy tiếp vào e4 kiểm soát trung tâm và tấn công lại xe trắng. trắng liền đẩy tốt f3 chặn lại ngay. đen đẩy lùi mã về g8, sau đó sẽ men đường nhảy lên e7 rồi là c6. trắng lên xe d3 định bụng sẽ lùi tượng về c3 gã đổi với quân tượng mạnh của đen đang kiểm soát đường chéo lớn. đen theo kế hoạch nhảy mã e7. trắng cũng theo kế hoạch lùi tượng về c3 gã đổi tranh giành đường chéo lớn với tượng đen đen cũng không ngán, đổi luôn xe trắng ăn lại tượng đen đen nhảy tiếp mã c6 sau đó thể nhảy tiếp lên b4 hoặc là d4 chiếm hảo địa thế trắng liền nhảy mã c2 kiểm soát luôn cả hai ô b4 và d4 làm cho mã đen không thể phát triển được Cơ bí thì dí tốt đen dừng tốt a5 trắng cũng đi vua f2 bắt đầu tích cực vua vào trận đen bình xe a7 chuẩn bị đẩy tiếp tốt xuống a4 gạ đổi trắng thấy vậy đẩy tốt a3 Đến nếu mà đen đẩy tốt A4 thì trắng sẽ đẩy tốt lên B4 gạ đổi. Tốt đen C5 bị ghim sẽ không thể ăn được tốt trắng. Do đó đen chưa vội đẩy tốt xuống A4 mà có sẽ B7 kiểm soát cột nổ B. Trắng đẩy tốt G4 gạ đổi. Đen không đổi tốt với trắng mà đẩy tốt xuống F4 ngăn không cho vua trắng di chuyển lên E3. Đồng thời ngăn không cho xe trắng qua E3 kiểm soát cột mở E. Trắng đành đi vua E2. Đen đi vua E6. Trắng sang tiếp vua D2 Đen để tốt G5 gã đổi Trắng không đổi tốt với đen Mà đẩy tốt H5 để đóng kín cánh vua lại Tập trung đối phó với đen trên mặt trận cánh hậu và khu trung tâm Đen nhảy mã E5 chiếm lĩnh trung tâm và tháo ghim cho tốt C5 Trắng lùi mã về E1 tăng cường bảo vệ tốt E3 Tốt đen C5 đã không còn bị ghim Cho nên giờ đen mới để tốt A4 thí tốt Tốt trắng ăn A4 Đen có xe A7 tấn công lại tốt trắng không làm cách gì bảo vệ được quân tốt này. Trắng đánh đi xe B3 kiểm soát cột MB. Xe đen ăn A4, sau đó sẽ nhảy tiếp mã lên C4 chiếu bắt tiếp tốt A3. Trắng liền nhảy mã C2 kết hợp với xe bảo vệ tốt A3. Ở đây đen có thể đẩy ngay tốt C4 tấn công xe trắng và tiến thêm được một bước để phong cấp. Nhưng mà thực tế đen lùi xe về A6 ngăn xe trắng B6 chiếu trộn. Trắng dịch vua sang E2 tránh bị mã đen chiếu đen đẩy tốt d5 bắt đầu tiến dần hai quân tốt để phong cấp, trắng phi sẽ xuống b8 định chơi bài chiếu móc lốp, đen đẩy tốt d4 dọa đẩy tiếp xuống d3 chiếu bắt mã, xe trắng e8 chiếu, đen chạy vua d5, xe trắng d8 chiếu tiếp, đen chạy vua c4 và sau nước đi này trắng chắc chắn sẽ phải chạy mã, xe đen sẽ thịt tốt trắng a3, đen lợi hơn trắng hẳn hai quân tốt thông nên không khó để giành được chiến thắng. Do đó, biết là có cố gắng cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi. Thiếu niên 16 tuổi Đinh Lập Nhân đành dừng đồng hồ chịu thua. Như vậy, ở ngay lần chạm trán đầu tiên, mặc dù Nepom đã rất mệt mỏi sau khi cày game cả đêm hôm trước, nhưng mà với tuổi đời và kinh nghiệm nhiều hơn thì anh đã chiến thắng Đinh Lập Nhân. Tuy nhiên theo thời gian, Đinh càng ngày càng tiến bộ và sự tiến bộ này có thể giúp Đinh chiến thắng Nepo trong trận tranh ngôi vua cờ năm nay hay không? Mời các bạn đón xem trong các video tiếp theo nhé Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video Xin chào và hẹn gặp lại